Xin chào tất cả các bạn thân yêu tại kênh YouTube Kiến thức Da Liễu. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó là về tế bào gốc trong việc điều trị nám và tàn nhang. Và đây là một trong những vấn đề da thường gặp và ảnh hưởng đến ngoại hình cũng như là sự tự tin của rất nhiều người. Và tại video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thực hư về việc sử dụng tế bào gốc trong việc điều trị nám và tàn nhang. Và cùng với đó là những thông tin chính xác từ các nghiên cứu và thông tin khoa học liên quan đến hiệu quả của phương pháp này. Và chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá các ưu điểm và những hạn chế của việc sử dụng tế bào gốc trong việc điều trị nám và tàn nhang, và giúp các bạn có thể có được cái nhìn tổng quan và đúng đắn hơn. Và hãy đón xem và tham gia cùng mình để có thể hiểu rõ hơn về tế bào gốc và phương pháp điều trị nám tàn nhang hiện nay. Và đừng quên nhấp vào nút đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video bổ ích nào tiếp theo từ kênh Kiến thức Da Liễu. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ kênh của mình. Và mình hy vọng rằng thông tin và những gì mà mình chia sẻ trong video này thì sẽ giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về tế bào gốc và lựa chọn được phương pháp điều trị nám và tàn nhang phù hợp với nhu cầu của bạn. Và hãy cùng chờ đón và khám phá. Chúc các bạn sẽ có được một vài trải nghiệm thú vị và bổ ích trên kênh YouTube Kiến thức Da Liễu của mình. Sự khám phá về tế bào gốc xuất phát từ những nỗ lực nghiên cứu về sự phát triển của tế bào trong thế kỷ 20. Và các nhà khoa học đã tìm hiểu và đề xuất ý tưởng về khả năng tái tạo của một số loại tế bào và cơ chế điều khiển quá trình này vào những năm 1960. Và họ đã chứng minh rằng các tế bào gốc trong xương của chuột có khả năng tái tạo và phát triển thành các tế bào máu. Và đây là cơ sở để xem xét tiềm năng ứng dụng của tế bào gốc trong việc điều trị các bệnh lý liên quan đến hệ thống máu. Và từ đó thì nghiên cứu về tế bào gốc đã tiếp tục phát triển và mở ra một loạt các ứng dụng tiềm năng trong lĩnh vực y học. Và phát hiện về tế bào gốc đã mở ra cơ hội trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý như là ung thư hoặc là bệnh tim, bệnh Parkinson và bệnh tiểu đường và nhiều bệnh khác nữa. Và tuy nhiên thì cần lưu ý rằng việc sử dụng tế bào gốc vẫn còn là một lĩnh vực nghiên cứu đang trong quá trình khám phá và phát triển, và cần có thêm nhiều nghiên cứu nữa và thử nghiệm lâm sàng để có thể đánh giá hiệu quả và an toàn của các ứng dụng y học. Nám và tàn nhang thì thường xuất hiện dưới dạng các đốm màu đen hoặc là màu nâu hoặc là màu xám trên da, và thường tập trung ở những vùng da như là khuôn mặt, cổ và bàn tay. Và các nguyên nhân gây ra nám và tàn nhang thì bao gồm các tác động của ánh nắng mặt trời, thay đổi hormone trong cơ thể hoặc là tuổi tác và di truyền. Và trong những năm gần đây thì xu hướng sử dụng tế bào gốc trong việc điều trị da đã thu hút rất là nhiều sự quan tâm từ công chúng, và các công ty, các cơ sở thẩm mỹ quảng cáo rất là rầm rộ về việc sử dụng tế bào gốc trong việc điều trị da như là một giải pháp hiệu quả để có thể điều trị nám và tàn nhang an toàn. Và tế bào gốc được cho là có khả năng tái tạo da, làm sáng da, giúp làn da sẽ trở nên mịn màng và giảm thiểu được nám và tàn nhang xuất hiện. Tuy nhiên thì trong bối cảnh quảng cáo nhiều lời hứa hẹn thì người tiêu dùng chúng ta cần phải lưu ý rằng việc sử dụng tế bào gốc trong điều trị nám và tàn nhang cần được đánh giá, cần được cân nhắc rất là cẩn thận. Và để đảm bảo an toàn và hiệu quả thì các bạn nên tìm hiểu kỹ các cơ sở thẩm mỹ uy tín trước khi sử dụng tế bào gốc trong điều trị nám và tàn nhang, và nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia da liễu và tư vấn kỹ trước khi chọn phương pháp trị liệu phù hợp. Tế bào gốc là những tế bào đặc biệt có khả năng tự phục hồi và tái tạo thành nhiều tế bào khác nhau trong cơ thể, và chúng có khả năng phân chia một cách vô hạn và có thể có khả năng biến hình thành các tế bào chuyên biệt bao gồm như là tế bào da, tế bào cơ, tế bào thần kinh và nhiều loại tế bào khác nữa. Và tầm quan trọng của tế bào gốc trong việc nghiên cứu y học và điều trị bệnh là rất lớn, và chúng đóng vai trò chủ chốt trong việc phục hồi và tái tạo các tế bào và mô bị hư hại hoặc là bị tổn thương trong cơ thể. Và nhờ khả năng biến hình và tái tạo thì tế bào gốc có tiềm năng điều trị nhiều bệnh tật. Và nghiên cứu về tế bào gốc đang được tiến hành mạnh mẽ để có thể tìm hiểu và khai thác tiềm năng của chúng trong điều trị bệnh. Và trong lĩnh vực da liễu thì tế bào gốc đã được nghiên cứu và ứng dụng để có thể điều trị nám và tàn nhang, và làm giảm được nếp nhăn, làm sáng da và tái tạo da tổn thương. Và mặc dù là còn rất là nhiều thách thức và nghiên cứu tiếp cần phải được thực hiện, tuy nhiên thì tiềm năng của tế bào gốc trong việc điều trị đang hứa hẹn mở ra một tương lai rất là sáng sủa trong lĩnh vực y học và chăm sóc sức khỏe. Nguyên nhân gây ra nám và tàn nhang thì có thể bao gồm tác động của ánh nắng mặt trời. Thì ánh nắng mặt trời chứa tia tử ngoại UV thì có thể gây hư hại cho làn da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều. Và tia UV sẽ kích thích tăng sinh melanin, đó là chất gây ra sự đậm màu ở trong da và dẫn đến hình thành nám và tàn nhang. Và hoặc là do thay đổi hormone, thì các thay đổi hormone trong cơ thể như là trong thời kỳ mang thai, hoặc là sử dụng thuốc tránh thai, hoặc là trong giai đoạn tiền mãn kinh thì cũng có thể góp phần để có thể tạo điều kiện cho xuất hiện nám và tàn nhang.
hoặc là do tuổi tác, thì khi tuổi tác gia tăng thì sẽ dẫn đến làn da sẽ mất đi khả năng tự bảo vệ và tự tái tạo như trước, và điều này sẽ làm tăng khả năng xuất hiện nám và tàn nhang và các vấn đề về da khác nữa. Và yếu tố di truyền cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng hình thành nám và tàn nhang. Hiểu rõ về nguyên nhân gây ra nám và tàn nhang thì sẽ giúp chúng ta có thể có được cách phòng ngừa và chăm sóc da hiệu quả hơn. Và đồng thời thì khi chọn những phương pháp điều trị thì chúng ta nên tìm đến các giải pháp được đảm bảo an toàn và đáng tin cậy. Có rất là nhiều các biện pháp để có thể điều trị nám và tàn nhang hiện nay, và mỗi một phương pháp thì đều có những ưu điểm và những hạn chế riêng. Và sau đây thì là một số phương pháp thông dụng. Thứ nhất là kem trị nám. Các loại kem trị nám sẽ có chứa các hoạt chất làm giảm sự sản xuất melanin và sẽ giúp làm sáng da và sẽ giúp giảm thấy hiện tượng nám và tàn nhang. Tuy nhiên thì chúng ta cần thời gian sử dụng liên tục để có thể đạt được hiệu quả. Và hạn chế của kem trị nám đó chính là tác dụng không nhanh và tác dụng không đồng đều trên tất cả các loại nám. Và laser sẽ tiêu diệt sự tích tụ của melanin và giúp giảm thiểu nám và tàn nhang trên da. Tuy nhiên thì điều trị bằng laser thì yêu cầu các chuyên gia cần phải chính xác và an toàn, và cũng như là phải cần có thời gian để phục hồi sau trị liệu. Và ngoài ra thì còn có liệu trình peeling hóa học. Thì peeling hóa học sử dụng các chất hóa học như là axit trái cây để có thể lột bỏ được lớp da sần sùi và làm sáng đều màu da. Và điều này thì giúp sẽ làm giảm thiểu nám và tàn nhang và làm cho làn da sẽ trở nên mềm mịn hơn. Tuy nhiên thì peeling hóa học có thể gây kích ứng da, có thể sẽ gây đỏ mặt trong một thời gian ngắn sau khi thực hiện liệu pháp. Và tiếp đến đó là liệu pháp làm sáng da. Thì các liệu pháp làm sáng da sử dụng các sản phẩm hoặc là các công nghệ đặc biệt để có thể làm giảm nám và làm sáng da. Và các liệu pháp này thì có thể bao gồm sử dụng máy móc làm sáng da hoặc là có thể kết hợp của các sản phẩm dưỡng da có tác dụng làm sáng. Và tuy nhiên thì hiệu quả và thời gian duy trì hiệu quả của liệu pháp này có thể sẽ khác. Và tùy vào tình trạng da và mức độ nám, tàn nhang thì các phương pháp điều trị trên thì có thể sẽ được kết hợp hoặc là có thể sử dụng độc lập để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Việc sử dụng tế bào gốc trong điều trị nám tàn nhang là một trong những phương pháp mới đầy triển vọng. Và trong lĩnh vực chăm sóc da thì tế bào gốc có khả năng tự phục hồi và tái tạo các tế bào da bị hư tổn hoặc là bị mất đi tính linh hoạt. Và khi sử dụng trong điều trị nám và tàn nhang thì tế bào gốc sẽ có tiềm năng giúp làm giảm thiểu nám và làm sáng da, tái tạo làn da bị tổn thương. Và một số nghiên cứu đã tiến hành để đánh giá hiệu quả của tế bào gốc trong việc điều trị nám và tàn nhang. Việc sử dụng tế bào gốc thì có thể sẽ giúp giảm thiểu diện tích và độ đậm màu của nám và tàn nhang sau một thời gian sử dụng. Tuy nhiên thì hiệu quả và thời gian duy trì hiệu quả thì có thể sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng người. Và mặc dù tế bào gốc có tiềm năng đem lại hiệu quả trong việc điều trị nám và tàn nhang, nhưng mà cũng cần phải lưu ý những điều sau, đó là rủi ro và phản ứng dị ứng. Thì việc sử dụng tế bào gốc có thể sẽ phản ứng dị ứng hoặc là có tác dụng phụ như là viêm nhiễm hoặc là dị ứng da. Và tế bào gốc thì có thể hoạt động tốt đối với một số trường hợp nám và tàn nhang, tuy nhiên thì cũng có những trường hợp sẽ không đạt được hiệu quả tương tự. Điều trị bằng tế bào gốc có thể đòi hỏi chi phí cao hơn so với các phương pháp điều trị khác và cần thời gian và liệu trình. Và việc sử dụng tế bào gốc thì có thể có phải yêu cầu nhiều liệu trình và thời gian để có thể đạt được hiệu quả như ý. Và do đó cho nên trước khi quyết định sử dụng tế bào gốc trong việc điều trị nám và tàn nhang thì chúng ta nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia da liễu và tư vấn kỹ trước khi chọn những phương pháp điều trị. Tóm lại thì việc sử dụng tế bào gốc trong điều trị nám và tàn nhang là một phương pháp triển vọng và đầy hứa hẹn trong lĩnh vực chăm sóc da. Tuy nhiên thì hiệu quả và khả năng áp dụng của phương pháp này trong thực tế thì chúng ta vẫn cần phải đòi hỏi thêm thời gian, cần phải cân nhắc cẩn thận hơn. Và mặc dù nghiên cứu đã cho thấy hiệu quả tích cực thì việc sử dụng tế bào gốc trong điều trị nám và tàn nhang thì vẫn cần phải tiếp tục được nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng hơn. Vậy nên khi nghiên cứu và quyết định sử dụng tế bào gốc trong điều trị nám và tàn nhang thì việc tiếp cận thông tin và tư vấn là vô cùng quan trọng để có thể đảm bảo quyết định đúng đắn và an toàn. Và đầu tiên thì người bệnh nên tìm hiểu thông tin từ những nguồn đáng tin cậy và hiểu rõ về tế bào gốc, cơ chế tác động cũng như là các lợi ích và hạn chế của phương pháp này để giúp cho người bệnh có cái nhìn tổng quan và đánh giá chính xác hơn. Tư vấn chân thành và chi tiết thì sẽ giúp cho người bệnh sẽ hiểu rõ hơn về quy trình và kỳ vọng khả năng áp dụng của phương pháp này. Và cuối cùng thì người bệnh nên xem xét một cách cân nhắc và đánh giá toàn diện về các yếu tố như tình trạng da, tài chính và thời gian cần thiết và các rủi ro có thể gây ra trong quá trình điều trị, và tìm đến những phương pháp điều trị phù hợp với nhu cầu và tình trạng da của mình.
Và thông qua việc tiếp cận thông tin và tư vấn khách hàng đúng đắn thì người bệnh sẽ có được sự tự tin và lựa chọn được phương pháp điều trị tế bào gốc trong điều trị nám và tàn nhang một cách thông thái và an toàn. Trong video hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về việc sử dụng tế bào gốc trong điều trị nám và tàn nhang. Và nếu các bạn đang quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm hỗ trợ điều trị nám và tàn nhang thì hãy nhấp vào link mô tả ở video mình để ở bên dưới và để biết thêm được thông tin chi tiết. Và đừng quên tham khảo kỹ và lựa chọn được những sản phẩm có nguồn gốc đáng tin cậy. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong video hôm nay. Và hãy like, share và đăng ký kênh để cùng nhau khám phá thêm những kiến thức hữu ích về da liễu nhé.